người người nơi cây đừng cho ta nhiều trái tim thân đường suối nước trong rừng ơi ta yêu rừng xanh dưới đồ thích tay bên cùng trời thơ rừng xanh chuông anh thang tuổi thơ trong lòng đông ra mừng đón tiếng xuân cho đời thêm lòng nhưng vì chết muôn loài. Tôi già tên tôi ép sợ giọt lệ tuôn rơi, chỉ cố kêu trời phải khi trời ban cho con sức mạnh chống lại quân thù bảo vệ muôn. Còn cất cao giọng hát nghẹn nghẹn trong tim lòng hận quân thù. Chị các bạn, bạn mèo. Trời ơi, chuyện gì vừa xảy ra ở nơi đây? Tại sao các bạn lại khóc? Tại sao cây cối qua lá xinh tươi lại bị dẫm nát như thế này? Bạn mèo ơi, vừa rồi chúng tôi đang đón mừng xuân, ca hát vui chơi thỏa thích, thì bỗng đâu có tên hung ác răng xanh kéo đến đây đánh giết chúng tôi. Bạn mèo ơi, hãy cứu chúng tôi, hãy giữ mảnh đất này, vì bọn rắn muốn tìm giết chúng ta để hắn ta lên cai trị nơi đây. Bạn mèo định liệu thế nào? Không lẽ định giao giang sang này cho bọn chúng? Hãy tên rắn kia to gan lớn mật, dám kéo quân phá hoại cả rừng qua, ta quyết sẽ công ta, dùng kiếm báo giết từ quân gian ác. Thank you. lòng cha già thầm mừng. Hôm nay những điều nghĩa nhân các con đi lòng, nên giúp bao người đang cô thế. Mùa xuân đang đến về nụ cười từng nhà, nên giúp bao người đang cô thế. Mùa xuân đang đem về nụ cười từng nhà. Kìa, chuyện gì khỉ con? Dạ thưa cha, con thấy rõ ràng từ phía dưới chân núi, mèo vàng, hổ trắng và chim sơn ca trên đường kéo đến động của ta. Con vào đây bao lại. Các bạn ấy đến động ta. Thôi được, để cha xuống đồn nghinh tiếp. Kìa các bạn, chẳng hay ngọn gió nào đưa các bạn đến đây, sao không báo trước để khi tôi nghinh tiếp. Bà khỉ ơi, hãy cứu chúng con, hãy giúp chúng con. Hãy cứu chúng con, hãy giúp chúng con. Kìa, chuyện gì xảy đến cho các bạn? Tại sao các bạn lại thương tích đầy mình? Khỉ con, hãy vào lấy thuốc băng bó cho các bạn lẹ lên. Yeah. Nói đi, tại sao mắt lệ, mặt thất sắc kinh hoàng? Có phải gặp chuyện không may? Hãy mau phân bài tôi được rõ chuyện gì xảy đến cho các bạn. Bác sĩ ơi, chúng tôi đến nơi đây xin ông thương tình cứu khổ. Tên đến độc giả ta vào trong ẩn núp để cha con chúng tôi diệt trừ tên rắn. Các con chuẩn bị lên đường. Xin tuân lệnh. Này các con, chuẩn bị chiến đấu với dòng họ khỉ. Các con chuẩn bị chiến đấu với nhà dân. Này khỉ già, khỉ con, khỉ anh, khỉ nhóc, khỉ bé, khỉ đọt, hãy kéo ra đây để ông dạy bảo. Này rắn đồm, rắn xanh, rắn hổ mang, rắn chi cân, rắn môi, rắn hổ hành, rắn lục ra đây tao lục cù mó. Thôi, thôi này khỉ con, hãy kêu khỉ cha ra chốn nơi này. Phải giao động khỉ này, ta sẽ làm thủ lĩnh nơi đây. Biết khôn hãy đầu thuận đi. Muốn sanh tử khỏe mồm, muốn tài nhau muốn biết thấp cao. Này bà con, nay con rắn độc không còn, coi như chuyện ác đã qua, chuyện thiện sẽ đem đến, mọi sự tốt lành sẽ đến với bà con. À, hãy trở về rừng hồng, hưởng một mùa xuân hạnh phúc. Ngắm cánh mai hương hoa ào ạt dịu dàng, ôi bao niềm vui xuân lại về, nồng nàn hương ấm mây trời xanh thẳm, rừng hồng chào xuân ôi đầy ý ta. Chúng con vui mừng vì có cha đây cầm kề, cuộc đời bên con ôi niềm vui nào hơn có cha. Thấy các con lớn khôn làm già, thấy các con lớn khôn. tiễn thương quá nặng của bàn thợ sanh ác độc giả tâm. Nếu kịp thời có thuốc chữa ngăn thì mẹ của con mới mong sống lại. Đằng này cha chưa tìm kịp thuốc thì mẹ con đã qua đời. Để ăn khi đồng về. Này các con, hãy cùng cha chia tay nhau tìm hoa quả đem về, tích trữ để ăn, phòng khi lương thực sắp hết. À này, nghe cha dặn, nếu có chuyện gì nguy biến á, các con cứ gọi Linh Châu Bửu, cha sẽ đến cứu nguy. Linh Châu Bửu? Nhưng cha ơi, Linh Châu Bửu là gì? Xin cha hãy nói cho con được rõ. Hãy nói cho con rõ đi cha. Hay lắm, hay lắm. Nghe cha nói này, Linh Châu Bửu là loài ngọc quý của dòng họ nhà khỉ ta, bao nhiêu đời để lại. Ngọc quý kia có đủ phép nhiệm màu, ngọc giúp ích cho đời, trừ yêu quái. Cha dân lệnh tổ tiên giữ gìn con cái, dẹp tham tàn, chống bọn ác gian. Cho dù con có bị nguy nan, cứ gọi Linh Châu Bửu, cha đầy ưng chiên. Nhưng con gọi bằng cách nào để Ngọc Linh Châu biết được cứu con? Giỏi lắm, giỏi lắm. Con như vậy là hay lắm. Nghe cha nói này nghe không? Con trẻ quá lò. Này nghe cha dặn, nhà khỉ ta chỉ có lồng tài, bứt một nắm, thổi lên niệm chú, ngọc kia ẩn hiện, cha sẽ đến kịp thời cứu con, đừng lo sợ. Hay quá, nghe bao lời cha dặn, con đã rõ ngọn nguồn. Nếu gặp chuyện nguy nan, Linh Châu con sẽ gọi. Nhớ nghe lời cha dặn. Lúc con trên đường xuống nông tìm ra hoa quả thức ăn đem về, cha ở nhà chờ đợi tin con. Vâng lời cha dặn, con rẽ lên đường. Thôi chúng ta chia tay nhau, ai tìm thức ăn về nhiều thì sẽ được cha thương nhiều nhất. Em sẽ tìm nhiều hơn các anh. cho em rồi. Em hãy tìm đường về nhà, kẻ bác thợ săn gặp lại em thì họ chẳng tha cho em đâu. Em cảm ơn chị đã giải cứu cho em. Nếu không có chị cứu sống thì em sẽ không còn trở về gặp mặt với em. Một lần này em xin đáp tạ. Thôi được rồi, em hãy tìm đường về nhà đi. Chị ơi, em sao nè? Em muốn nói với chị một chuyện. Em dám lời thưa cùng cho quý chị thương. Em cũng hát cùng theo làm em của chị hai. Lòng mến thương nhân từ của ai? Xin có thương giúp em, lòng đây chẳng bao giờ quên ơn ai. Lời em vừa vươn qua làm cho chị thương thay, cho chúng ta trở về kiểu trên mối tình và đang trong tình. Em quá dương quá có thêm chị hai thân yêu. Thôi em hãy theo chị về nhà đi, em sắp giùm chị cho. Vui quá, để con chờ chị gái đi nè. Vào lớp con học được những gì kể lại mẹ nghe đi con. Thôi đi mẹ ơi, lần nào về đến nhà mẹ cũng bắt con trả bài hoài, chán thấy khổ luôn. Thì mẹ cho con đi ăn học để biết chữ nghĩa với người ta. Sau này con lớn lên, con nhờ được tấm thân của con, mẹ bảo con trả bài á là mẹ muốn kiểm tra sự học vấn của con như thế nào. Học vấn sao mẹ không bắt con Mạch Liên nó học đi? Mẹ cứ bắt con trả bài hoài à, đâu có được con. Bạch Liên nó là con ghẻ thì mẹ phải lo tương lai cục vàng của mẹ nhiều hơn. Vậy mà con tưởng mẹ cưng nó hơn con chứ. Mẹ mà cưng nó hơn con hả? Con tự mẹ luôn á. Ủa, nó đâu rồi mẹ? Mẹ bảo nó đi hái nấm từ sớm tới giờ, sao giờ này nó cũng chưa về đó con. Gì? Biểu coi. Dạ. Biểu. Dạ. Tao kêu mày đi hái nấm cho lẹ rồi về, sao giờ này mày mới về vậy hả con? Dạ. Đau quá mẹ ơi. Đau quá mẹ ơi. Mẹ ơi đau quá. Trời ơi, tao đau rồi. Tao chưa nói mình đau hả? Mẹ ơi đau quá à. Chết luôn đi. Dạ thưa mẹ, con vào rừng hái nấm, bỗng nhiên con thấy chú khỉ con bị thương nên con ra tay giải cứu và đem về đây nuôi dưỡng đó mẹ. Trời ơi trời, đâu có được mẹ, nhà này đâu có cơm gạo dư mà nuôi thêm cái đồ khỉ vô đó chứ. Mẹ không nghe đó sao? Nuôi ong thì trong tay áo, còn nuôi khỉ thì dòm nhà. Nè con quỷ cái kia, tao cho mày biết, nhà này là nhà của tao chứ không phải nhà của cha. Mẹ ơi mà đau quá mẹ ơi. Mẹ ơi đau quá à. Mẹ ơi. Nè tao cho mày biết, tao không muốn thấy cái con khỉ này trong nhà tao. Mau đem đi lập tức. Đem nó đi nè, khỉ gió nè, khỉ gió. Đem nó đi lập tức, khỉ gió nè, khỉ gió. Mẹ đánh con hả? Mẹ đánh con hả? Thôi vào trong mẹ tha nghệ với con nè. Vào trong con. Vô tao biết rồi nha. Mẹ ơi, chị có đau lắm không? Đau lắm khỉ con ơi. Sao bà ấy độc ác quá vậy? Chị có giận bà ấy không? Không, dù mẹ có đánh đập nhưng làm con không nên giận. Giận mẹ là có tội biết chưa? Trời già đành không thương, thương bé thơ ôi sầu đắng cay. Mẹ cha sớm mau qua đời, thân con khờ nuốt lệ làm vui. Mẹ hiền con thì thân con Thất thọ khí ông Dương, ta đã đắc thành chánh quả. Cộng muộn công bao nhiêu năm tu luyện, ta đã thay dạng đổi hình, chúa các loài rất thân. Tại ta đã biến thành người trần thế. Ta thử thạch đá kia, xem qua cảnh vật dương trần, để thỏa lòng luyện phép bấy lâu nay. Công chúa Bảo Loan, ông vừa gọi ai? Ở đây chỉ có ta với nàng, rồi chẳng lẽ ta gọi ta? Tôi mà là nàng à? Chứ không lẽ ta? À phải, nàng là công chúa. Ông ơi, ông lầm rồi đó. Tôi là một thanh niên bình thường như bao thanh niên khác, sống bằng nghề săn bắn để sanh nhai. Qua mắt ai thì dễ, nàng đừng mong qua mắt được ta. Ta đã theo dõi nàng từ chốn cung dương ra khỏi ngoại thành, là nhi nữ mà cũng học làm nam tử. Ông là ai? Sao biết được gốc tích của ta? Nàng muốn biết ta là ai à? Được, hãy xem đi. Người yêu quê. Phải, ta rất thân quái lão. Loài rít yêu quái, người theo ta để làm gì? Để bắt nàng làm con tin. Bảo Loan ta đã biết được, trong tộc hoàng gia hàng kế nghiệp lâm manh. Công chúa Bảo Loan giả nam can xa kinh thành du ngoạn, ta sẽ bắt giữ Bảo Loan để đánh đuổi gian sang. Muôn mạng sống trở về hãy chào thơ lại cha mi. Giao ta chiếc ngai vàng thì thoát hẳn chia ly. Hồi hãy tâm đi hỡi loài vô lương ác độc, ta dẫu chết đi cũng không khuất phục mi. Kiếm đi! Yêu quái gia ta loài xích động tâm lăng, mi mơ chiếc ngai vàng, ôi mộng ước diễn dông. Gian ác như mi ta bình bút gian sang, gây tan tóc lầm than để muôn loài lâm tai họa. Bảo Loan ta thề không để mất gian sang, thà thác còn hơn ta thua. hồng nhan cá gan lương lạnh, hãy bắt giam về động cơ ta chờ đặng đổi gian sát. Yêu nghiệt, hãy xem lưỡi kiếm này lấy mạng nhà mi. Tài bao nhiêu mà đội đa giá trời, sức bao nhiêu mà lấy chúng liền biết. Phận di nữ cho quần hồng yếm giải, chạm mát vua đao e bạn chẳng còn. Cô Tây Gia, ai cứu giúp tôi? Cô Tây Gia, khỉ con ơi, có tiếng người cầu cứu, khỉ con có nghe không? Em có nghe. Kìa chị Bạch Liên ơi, có một cô gái khỉ con yêu quái bắt giữ. Khỉ con ơi, ta làm cách nào cứu chị ấy đây? Con yêu ấy rất ưu tài giỏi. À, em nhớ ra rồi, linh châu của cha em đã dặn, cứ gọi lên cha sẽ đến giải nguy. Chị thì em gọi đi. Dạ. Linh châu bổ cứu nguy, linh châu bổ cứu nguy, linh châu bổ cứu nguy. Nhận được tin con khờ, chắc con để thọ nguy. Các con chuẩn bị lên đường chiến đấu, giải nguy cứu em thờ. Lên đường. Yêu Việt tinh thần hồn kiên, tụ thành người nhiễu hại dân lành, đại để lập tỷ ta, thì nhà mi sẽ chết. Chỉ già lão phép, hỡi ta kích cô, hãy giết nó cho ta. Chỉ con chiến đấu. Con chỉ già, hãy đỡ lấy thần thương. Cha ơi, yêu này dây gớm lắm, cha liệu đánh lại không? Con yên tâm, cha có linh châu hữu của tổ tiên ta để lại, ta tạm luôn phép bao của đủ yêu. Trước thần, hãy đợi. Loài yêu nghiệt đã tàn sát, cứu các người sao trở lại non xanh. Kìa khỉ con, sao con không trở lại cùng cha? Xin phép cha cho con theo chị Bạch Liên vui chơi, chừng nào hết lòng thỏa thích con sẽ trở về bên thân phụ. Khỉ con, thôi được, chiều lòng con dài, con ở lại cha về. Nhưng con nhớ, có việc gì nguy hiểm linh châu bửu gọi cha, nhớ chưa? Dạ con nhớ. Thôi các con theo cha trở về. Chị ăn nha chị. Chị cảm ơn em. Chị ơi, chị có khỏe không chị? Chị có đỡ nhiều không? Chị đỡ nhiều rồi. Ông thầy thuốc bảo với em rằng hôm nay đã đúng 3 ngày chị uống chén thuốc chốt này, chị sẽ hết bệnh luôn đó. Cảm ơn em. Chị mang ơn em nhiều lắm, ơn cứu tử quần sanh. Nếu không có ai mạng đã lìa trần, Ôi thật may phước cho đời nhi nữ. Dạ, có chi đâu mà chị phải bận tâm lo. Thật ra thì em thấy chị bị con yêu quái chị bắt giữ, nên em nhờ khỉ con nè giải cứu nguy nan. Người cứu chị là gia đình họ khỉ đó. Khỉ con ơi, em ra chào chị đi. Dạ, em là khỉ con. Chào chị. Khỉ con đây hả? Chị ơi, chị có khỏe không? Chị khỏe nhiều rồi, cảm ơn em nha. Không có chi, không có chi. Chẳng hay em tên gì vậy? Dạ, em tên là Bạch Liên. Bạch Liên xin đội ơn người, đem lòng xót thương cứu nguy thân này quá nhiều nguy hiểm, không thôi tấm thân nhân hồng đành vui chốn. Đừng nên nói chi điều nghi ân, làm người em thấy ai gặp điều nguy nan, thương lương dân yêu nhân sinh phá tan loài gian. Tại thoáng nghe lời thật cảm phục lòng nhân, nam quần hoa chẳng kiếm anh hùng, muốn kết thâm giao tình chị em đó. Xin muốn biết qua em hiện có bằng lòng chăng? Tôi là công chúa Bảo Loan, một lời nói ra không bao giờ thay đổi. Xin muốn kết thâm tình em gì cùng ai kia như cực ruột thâm tình. Chẳng hay em có bằng lòng không vậy? Dạ, nghe bao lời công chúa, em hổ thẹn làm sao. Nhưng công chúa thì quá giàu, còn em thì... Xin em đừng ngại, ta nào sánh chi giai cấp sang hèn, chỉ có tình đối với nhau là quý hơn tất cả. Em hãy kể rõ ngọn ngành, ta muốn biết gia cảnh người cô thế. Nào dám đâu sai lời, tôi thơ ra đời cam chịu trưng truyên, đời thơ ấu sao lắm đau buồn, để nhỏ thương đau thâm tình không còn. Cha em sớm mau qua đời kia phong trần, em thành chính thân nơi vui mơ. Em sống trong cơ hàng ngày, chăm lo việc nhà, lòng bằng lòng làm em của chị không? Chị ơi, chị nói thật hả chị? Chị đừng gạt em nha chị. Không đâu, chị không hề gạt em. Chị muốn em là em ruột của chị mà. Em sẽ là em ruột của chị. Chị ơi, em mừng quá chị ơi. Bạch Liên, kìa Bạch Liên, tại sao em mừng mà em khóc? Chị ơi, em khóc là vì em quá xúc động. Không phải việc làm em của công chúa mà em mừng đâu, mà là cuộc đời của em. Không cha, không mẹ, không anh, không chị, không họ hàng. Nay được chị nhận làm em, em cứ ngỡ mình đang mơ. Chị ơi, thôi em hãy nín đi, đừng khóc nữa. Em hãy tin ở chị. Đây, búp ngọc trăm ta tặng để làm kỷ niệm, để cùng nhau kết chặt thâm tình. Chị Bảo Luân ta trở lại cung hoàng, tấu cùng phụ dương. Xin tiếng đưa người thương xuống kinh, thương chị em đêm ngày đời chưa. Nhìn Bảo Loan nước mắt tuôn trào dâng, chờ tình của ta về cùng chương tấu cha sẽ đến đây riết ai về không cho ai đó qua bao cơ hàng. Giờ đây cách xa luyến lưu bao niềm thương, xin tiếng đưa ai về sáng chiều.